Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay Trung Quốc là thị trường truyền thống của nhiều loại nông sản Việt Nam, trong đó có nông sản của Bắc Giang. Hiện nay vải thiều, một loại cây chủ lực của tỉnh Bắc Giang, là một trong 8 loại trái cây được phép xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này. Tuy nhiên, Trung Quốc lại đang ngày càng siết chặt thị trường nhập khẩu nông sản bằng việc tăng cường hàng rào kỹ thuật, đòi hỏi mỗi địa phương, vùng trồng sẽ phải thay đổi nếu như muốn có mặt tại thị trường đông dân nhất thế giới. Bắt đầu từ năm nay, hoa quả tươi được phép nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc, bao gồm cả vải thiều, khi xuất khẩu sang thị trường này, bắt buộc phải cung cấp thông tin về vùng trồng. Thêm vào đó, những doanh nghiệp khi làm thủ tục nhập khẩu trái cây từ Việt Nam sang Trung Quốc sẽ phải cung cấp cho cơ quan chức năng của nước bạn về thông tin chất lượng sản phẩm, hình ảnh bao bì có chứa đựng thông tin về sản phẩm. Những quy định mới này đã được các chuyên gia đưa ra tại buổi hội thảo tập huấn chính sách xuất nhập khẩu vải thiều và nông sản sang thị trường Trung Quốc do Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại tổ chức mới đây tại Lục Ngạn. Hiện nay thì phía Trung Quốc người ta cũng yêu cầu liên quan đến việc là phải đăng ký trước. Những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu của Trung Quốc ấy, nhập khẩu các sản phẩm của Việt Nam vào thì phải đăng ký trước và phải có mã đăng ký tại hải quan Trung Quốc và tại thị trường Trung Quốc, thì lúc đó người ta phải có cơ sở về dữ liệu, sau đó mới được nhập. Hiện nay là thị trường Trung Quốc có đưa ra các cái yêu cầu, ví dụ như là về truy xuất nguồn gốc này, về chứng nhận xuất xứ này, các yêu cầu về kiểm nghiệm kiểm dịch, thì khi xuất khẩu thì các doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu đó thì mới có thể xuất khẩu được. Điều này cũng có nghĩa trên các bao bì đóng gói hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc đều phải thể hiện được tên sản phẩm hoa quả, nguồn gốc xuất xứ, gồm nơi sản xuất, tên hoặc mã xưởng đóng gói bằng tiếng Trung hoặc tiếng Anh. Doanh nghiệp có thể dán thêm mã bổ sung hoặc mã vạch QR code. Theo các chuyên gia, những quy định mới của thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ là những thách thức lớn đối với doanh nghiệp và điều cần thiết phải nắm rõ thông tin, tăng cường liên kết. Các doanh nghiệp cũng nên là có cái sự liên kết với nhau, liên kết ngành để làm sao mà có được cái sự đồng nhất, đoàn kết trong việc xuất khẩu, tránh cái tình trạng là cạnh tranh không lành mạnh hoặc là bán phá giá. Bởi vì là để mà có thể là phát triển được thương hiệu riêng của doanh nghiệp thì nó cũng phải dựa trên là phát triển thương hiệu chung của cả ngành, của cả địa phương. Và cái này thì cần là sự liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau, cùng là doanh nghiệp sản xuất. Và thứ hai là liên kết giữa các doanh nghiệp trong cái chuỗi giá trị, từ doanh nghiệp sản xuất này, doanh nghiệp thu mua và doanh nghiệp xuất khẩu, cũng như là các doanh nghiệp mà thu gom hoặc là chế biến. Đấy thì cần cái sự hợp tác và liên kết lẫn nhau. Phải có sự liên kết với nhau để chúng ta sẽ tạo ra một cái khu trồng có cái quy mô và áp dụng các cái biện pháp mà ví dụ như là không sử dụng các cái hóa chất bị cấm và thông tin giữa các hộ dân với nhau. Chúng ta phải nghiêm túc trong cái việc là đảm bảo cái chất lượng của sản phẩm, chứ không phải là chúng ta có thể sử dụng một cách bừa bãi về các cái hóa chất đối với cả vải. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã rà soát và công bố 149 vùng trồng vải thiều tập trung với tổng diện tích 16.000 ha và 7 cơ sở đóng gói xuất khẩu. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu có cơ sở khi làm thủ tục nhập khẩu vải thiều, hoa quả tươi vào thị trường Trung Quốc. Việc quốc gia đông dân nhất thế giới nhập khẩu hàng chục triệu tấn trái cây mỗi năm, siết chặt thị trường nhập khẩu, tăng cường hàng rào kỹ thuật đã cho thấy Trung Quốc không còn là thị trường dễ tính và đòi hỏi mỗi địa phương phải thay đổi.